Valentine năm 2023 rơi vào thứ mấy, ngày lãng mạn nhất trong năm, lễ tình nhân sắp đến. Nhưng vẫn còn đó thắc mắc rằng Valentine là ngày gì, nguồn gốc của ngày tình yêu này hay Valentine 2023 vào thứ mấy. Theo lịch của năm 2023 thì ngày 14 tháng 2 vào đúng thứ ba, tương tự ngày Valentine trắng, ngày 14 tháng 3, cũng vào ngày thứ ba và ngày Valentine đen, ngày 14 tháng 4, sẽ trúng vào ngày thứ sáu. Ngày Valentine, tiếng Anh là Valentine's Day, xanh Valentine's Day hay còn được gọi với cái tên là ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình yêu. Valentine nghĩa là gì? Valentine không phải là một từ mà được đặt theo tên của một vị thánh, Valentine, một trong những vị thánh hy sinh vì đạo Kitô giáo đầu tiên. Trước đây, ngày Valentine chỉ phổ biến tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng với sự phát triển của nhân loại thì ngày lễ tình nhân hiện nay đã phổ biến gần như ở mọi quốc gia. Trên thế giới có rất nhiều giai thoại về nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine. Nhưng một truyền thuyết phổ biến và được nhiều người chấp nhận nhất là câu chuyện về vị linh mục có tên Valentine ở thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Câu chuyện diễn ra vào khoảng thế kỷ thứ ba, đế quốc La Mã phải tham gia rất nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không nhận được sự ủng hộ của người dân, bởi việc liên tục bắt các người trai trẻ nhập ngũ, cũng vì sự khó khăn trong việc kêu gọi các nam nhân, trai tráng đi chiến đấu. Hoàng đế Claudius II đã cho rằng đàn ông La Mã vì không muốn rời xa gia đình hay người yêu nên không nhập ngũ. Ông còn cho rằng hôn nhân khiến cho đàn ông nơi đây trở nên mềm yếu. Cũng chính vì ý nghĩ lệch lạc này, Claudius II đã ban lệnh cấm người dân tổ chức lễ đính hôn hoặc đám cưới để tập trung cho cuộc chiến. Sắc lệnh của hoàng đế đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ dân chúng, trong số đó có vị linh mục Valentine ở thành La Mã và thành Marius. Bất chấp mệnh lệnh từ Claudius II, họ vẫn tiếp tục cử hành lễ cưới cho các cặp đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Nhưng không lâu sau đó, việc làm này đã bị phát hiện và linh mục Valentine bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức không thể tàn nhẫn hơn, kéo lê trên phố và ném đá đến chết vào đúng ngày 14/2/273. Tuy nhiên, vào buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông đã gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên cho con gái của Caetus Asterius, một người thiếu nữ xinh đẹp nhưng bị mù bẩm sinh và đã được ông chữa lành bằng một phép màu diệu kỳ. Trên tấm thiệp mà người linh mục tội nghiệp có ký tên Dan Vucho Valentino, tạm dịch là From Your Valentine, từ Valentine của em. Theo thời gian, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày mà các cặp tình nhân trao đổi các bức thông điệp của tình yêu. Linh mục Valentine cũng từ đó mà trở thành vị thánh bổn mạng của lứa đôi.